Kỳ này ông dùng cái chữ rất là hay. Bác sáng nay bác Vâng. có nói cái chỗ đó. Tôi thì không để ý, nhưng mà bác thấy ông Bùi Tiến ông nói gì không? Ông Bùi Tiến thì ông ấy nhắc lại một ông giáo sư ở trong nước. Ông ấy nói rằng thì là cái ngày 30 tháng 4, cái ngày mà tháng 4 đen hay là tháng 4 đau khổ gì đó. À, Vâng. ông ấy dùng tiếng Tây đó. Dạ À, vâng. thì ông ấy nói rằng thì là thực ra thì nên đổi đây là cái ngày thống nhất, ngày thống nhất và Hình như ông không gọi ngày thống nhất nữa mà ông gọi là ngày hòa hợp dân tộc gì đó. vâng, ngày ngày thống nhất, và đây là một cái dịp để mà để mà ngày ngày sám hối, Dạ, ngày để sáng. mà cùng ăn năn về cái cuộc chiến Việt Nam, Dạ. ăn năn về những các cái mình đã đi một cái con đường dài quá, mất bao nhiêu triệu người mới gì đó. Thế nhưng ở trong đó thì cái luận điệu của Bonsa bây giờ đó thì nó lại nói chuyện rằng thì là cái cuộc kháng chiến của Cộng sản Việt Nam hay là cái cuộc mà giải phóng miền Nam đó, anh giải phóng tôi hay là tôi giải phóng anh đó, Anh giải phóng nhắc lại cái tôi giải bài phóng anh của rồi. thì đó, mình mới thấy rằng mấy cái người này cũng lại nhân cái Nam Bắc Hàn nó cộng tác với nhau đó, thì nó lại so sánh rằng thì là đấy, mà nhìn thấy thằng Nam Bắc Hàn nó cộng tác với nhau, nó đi qua nó tuyên bố thế này thế kia đó, rồi nó hòa hợp với nhau. Tôi mới chỉ vào mặt mấy cái thằng mà nó đương ấy, tôi bảo này, tại sao Nam Bắc Hàn tới giờ này nó mới đoàn kết được với nhau, và nó tại vì rằng nó từ cái một cái chính trường của nước Mỹ tới giờ này, ông Donald Trump là ông ấy nói là để cho người Mỹ, nước Mỹ trước đã, trước nhất, và để cho người Mỹ được kính trọng trở lại, ông ấy rút tay lại, ông ấy không còn can thiệp vào nữa. Cho nên đây mới là cái dịp để mà Un với ông Moon đó, ông ấy gặp nhau và mang tính cách hết sức là biểu tượng. Mà đây là một cái dịp mà thoát khỏi, lách khỏi cái mà ràng buộc quốc tế nó đè lên cái đầu của nước Nam Bắc Triều Tiên. Cũng giống như ngày 30 tháng 4 đó, Lê Duẩn đã nhắm đến cái thời cơ thuận tiện mà Lê Duẩn đã thống nhất đất nước, thống nhất đất nước trước mấy chục năm, mình mới thấy rằng thì là đây mới là cái công trời biển của Việt Nam, nhìn thấy cái gương Việt Nam, thống nhất đất nước trước là kia chứ, chứ còn thì là làm sao mà nước Nam Bắc Hàn không có người yêu nước, mà tại sao tới giờ này người ta mới có thể thống nhất được, và tại sao cụ Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh lại gửi cành đào cho Ngô Đình Diệm, phải không ạ? Đó. Và rồi thì là ngay cái ngày mùng 2 tháng 11 năm 63, khi mà anh em ông Ngô Đình Diệm bị giết đó, thì Hồ Chí Minh lên ngay đài phát thanh của Hà Nội nói rằng hôm qua đế quốc Mỹ đã cho tay sai giết hai anh em ông Nhu và ông Diệm. Ông Nhu và ông Diệm là hai người yêu nước Nước theo cách cách của của họ. ông của họ, tức là trong cái hoàn cảnh của họ, thành ra đó mình mới, và cái câu kết luận của Hồ Chí Minh là gì? Câu kết luận của Hồ Chí Minh là điều này báo cho chúng ta biết rằng công cuộc hòa hợp hòa giải chưa tới, và đế quốc Mỹ còn tham vọng, và cuộc chiến của chúng ta còn phải chịu gian khổ nhiều nữa. Đấy mới là cái vision. Vâng, đồng ý với bác. Thật sự rằng á, nói rằng á là nước Đại Hàn, Triều Tiên và cả Nam Hàn họ không có
đổ máu, thật sự rằng họ cũng đổ máu chứ. 3 năm rồi, chiến tranh Triều Tiên năm 1950 tới năm 1953. Và 65 năm sau họ mới được cái bây giờ bước đầu tiên của cái sự thống nhất. Và Tổng thống Moon Jae-in đã đưa đến một cái thái độ rất là hay. Cái thứ nhất, trong lúc hai ông bắt tay, đột nhiên ông Moon ôm chầm lấy cái ông Kim. Cái người nào mà làm những cái hành động đó là tự mình đã hạ mình xuống. Như kiểu một hình thức, nó không phải là xin lỗi, nhưng mà hình thức là chứng tỏ rằng á, là cái quyết tâm tôi rất yêu nước và tôi muốn chúng ta được thống nhất. Và sau đó đó, chính ông Ray cũng lại là cái người mà tháo tất cả toàn bộ những cái hệ thống âm thanh ở dọc biên giới hồi xưa đó. Mà cái biên giới này đó, nó là một cái biên giới mà nổi tiếng là, nó gọi là heavy weapon, tức là nó trang bị những cái vũ khí là hạng nặng ở trên thế giới. Chưa có một cái biên giới nào mà nặng như vậy, kể cả Trung Cộng với lại Nga Xô trước kia cũng có ở chỗ Mông Cổ thì cũng có làm biên giới, cũng có đụng độ nhau, nhưng mà nó không có, hoặc là ở Ấn Độ nó không bằng cái biên giới như bây giờ. Thế mà bây giờ ông Kim giống như là một người khách bước qua cái đó, và vô tình bây giờ ông Kim sẽ là một, trở thành một người lịch sử, người đầu tiên bước qua được cái lằn ranh chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 38. Và thấy thì rất đồng ý bác, thì bác nghĩ thế nào là cái chuyện mà các ông đó, đó, thí dụ như là ông Donald Trump ngày hôm qua đã xác nhận sẽ gặp ông Kim tại bàn môn điếm. Tất cả mọi người đoán là đều sai hết, đoán là bên Nga, đoán ở Hà Nội, rồi đoán ở Đà Nẵng, rồi đoán ở Thụy Điển, Thụy Sĩ, lung tung bây giờ đó. Ở Nhà Trắng xác nhận sẽ gặp nhau ở bàn môn điếm, nhưng mà chưa biết ngày giờ. Tuy nhiên, họ đã nói chưa biết rằng trong vòng tháng 5 này thôi, vâng. Chỉ trong vòng 3 hoặc 4 tuần nữa. Vâng, tháng 5 hoặc là đầu tháng 6. Dạ vâng, đấy. Thì cái quan điểm của bác về cái sự kiện này, phải nói là sự kiện lịch sử lớn nhá, nhưng mà nhìn người mình mới nghĩ tới ta. Mình ấy, cái cuộc chiến Triều Tiên đó là cái ông bố của cái ông Ùn này đó, là ông ấy muốn thống nhất đất nước, cho nên ông ấy đánh qua bên Nam Triều Tiên, và lúc bấy giờ đó là được Trung Cộng hỗ trợ, được Trung Cộng chống lưng thôi chứ chưa có ra mặt hoàn toàn. Thì người Mỹ, cái người Mỹ mà yểm trợ bên Nam Hàn đó, thì ông MacArthur đó, ông tướng MacArthur đó, lấy cái đệ thất hạm đội mạnh mẽ để mà nghĩa là trừng trị cái chuyện mà xâm lăng, gọi là xâm lăng ở trong ngoặc kép đó, xâm lăng của Bắc Hàn đi vào Nam Hàn. Và ông ấy dùng cái đường lối là ông ấy đánh cắt ngang cái Nam Hàn ở vĩ tuyến thứ 38. Ông ấy đánh một mặt thì ông ấy đuổi Bắc Hàn về phía sông áp lực, một mặt là ông ấy đánh lùi xuống đây để mà đi về cái phía Nam Hàn. Do đó mà vừa rồi anh nói đó là, rồi thì cái cuộc chiến đó cuối cùng nó đành chấm dứt ở cái vĩ tuyến 38. Và cái vĩ tuyến 38 mà vừa rồi anh nói đấy là một cái vùng phi quân sự, bàn môn điếm, mà là một cái vùng mà nghĩa là đầy gươm giáo, không ạ? Đầy mìn, hai bên nghĩa là nó gọi là nó trang bị đến hơn cả răng đó. Thế nhưng mà vừa rồi thì một tất cả những câu chuyện mà Nam Bắc Hàn họ gặp nhau đó, đây nó là một cái dịp ngàn năm một thủa. Cái bàn tay của đế quốc nó lỏng, buông lỏng, và hai cái người yêu nước Moon mấy Ùn đó, hai cái người đó nó ôm nhau, anh em nó ôm nhau, nó khóc, không ạ? Dạ, đúng ôm nhau, nó nói rằng trước đây mình bị đế quốc
các thế lực ấy nó làm cho chúng ta thù nhau, nó chia đất nước chúng ta. Dạ. Chứ còn thì chúng ta vẫn một thứ tiếng. Hãy nhìn xem rằng thì là bao nhiêu lần tổng thống trước đây của ông Moon đó, là ông ấy đã mở cái, và nước Nam Triều Tiên là nó rõ ràng lắm, nó có một cái bộ thống nhất. Yeah. Bộ trưởng bộ thống nhất để chỉ lo vấn đề thống nhất đất nước. Ngay ngay nghe là đau đau ở trong lòng nghĩ rằng mình phải thống nhất đất nước bằng cái nhượng bộ này hay nhượng bộ kia. Rồi thì mình mới thấy rằng thì là hai người mà họ gặp nhau đó là bởi vì rằng thì là cái thời cơ thuận tiện nhất khi mà người Mỹ bắt đầu chỉ lo cho người Mỹ thôi, cái ông Donald Trump. Và người ta mới thấy rằng ông Donald Trump là một trong những các cái người mà dám mạnh dạn giải quyết vấn đề Nam Bắc Triều Tiên để mà nới cái bàn tay của Mỹ ra. Và ông ấy mắng những cái chính phủ cũ của Mỹ là làm cái chuyện mà quá yếu, không dám giải quyết. Cũng giống như là ông ấy đòi dọn tòa đại sứ đi ra của Palestine đi qua bên Israel. Những cái vấn đề gai góc nhất của nước Mỹ mà ông ấy giải quyết. Ông ấy đứng ra, ông ấy giải quyết. Người ta còn nói rằng thì là có thể là ông ấy sẽ được giải thưởng Nobel hòa bình. Thì thưa anh, cái vấn đề đó đối chiếu lại quên, còn cái vấn đề Nam Bắc Triều Tiên đó là cái lúc bấy giờ là chính vì Mỹ can thiệp mạnh, lúc bấy giờ thì cái lực lượng của Mỹ nó mạnh lắm, để thất hạm đội, thành ra đó Trung Cộng nó mới đưa chí nguyện quân, 1 triệu chí nguyện quân sang và dùng cái chiến thuật biển người. Mình mới thấy rằng thì là để mà nước Trung Cộng của Mao Trạch Đông nó đã làm cuộc cách mạng, đại cách mạng văn hóa, chết bao nhiêu người. Rồi thì nước Trung Cộng của Giang Trạch Dân, của Tập, rồi bây giờ tới Tập Cận Bình đó, thì họ đã cái chính sách mà gọi là rửa nhục cho cái nước Tàu, để mà cái nước Tàu bước lên ngang hàng với những cái nước đàn anh trên thế giới đó. Họ đã trả bằng máu, 1 triệu người Bắc Hàn dưới danh nghĩa chí nguyện quân mà dùng chiến thuật biển người, tức là tao cho mày bắn vào da thịt chúng ta, bắn vào nhân dân tao, mày bắn tới lúc mày mỏi tay, mày bắn tới lúc mà lương tâm nhân loại nhìn mày là những thằng giết người. Đấy mới là cái mà chúng ta cái nhục rửa bằng máu, thưa quý vị. Bác nói cái điều đó thì bác biết rằng là lúc mà mình ký hiệp định Geneva thì Trung Cộng nó lúc đó cũng đang dính vào cái vụ Đại Hàn. Và có lẽ rằng đối với người Đại Hàn, đối với người Hàn lúc họ cần một cái sự viện trợ để đánh nhau với Nam Hàn. Nhưng mà họ vẫn biết trong cái lòng của cái người Trung Quốc thật sự rằng nó không thật tâm. Cũng giống như là Hiệp định Geneva, cái anh Trung Cộng, anh Chu Ân Lai với anh Mao Trạch Đông, anh chơi mình nhiều lắm chứ đâu phải là không. Thì nhân tiện đây hỏi bác là cái hôm nọ bác họp nói chuyện trên phố Buôn Ra TV đó, cái đề tài rất là hay, bác có thể